Chào mừng các bạn đến với kênh Bình Nguyên IT 4.0 của mình. Hiện nay, việc sử dụng điện thoại để quét mã QR code đang được sử dụng rất phổ biến, như là quét mã khai báo y tế, quét mã sản phẩm, quét số điện thoại để lưu danh bạ. Và mã QR code thì giúp cho việc truyền tải đường link được nhanh hơn so với những đường link dạng chữ. Từ đó, mọi người có thể truy cập đường link được ghi trên các ấn phẩm mà không cần phải gõ lại cả đường link dài. Sẽ tiết kiệm được thời gian, tăng độ chính xác và truy cập được hiệu quả hơn. Ngoài ra thì mã QR code cũng tăng cường tính bảo mật và tính thẩm mỹ. Và để tạo được mã QR code cho một đường link thì các bạn sẽ cùng theo dõi và thực hiện theo mình nhé. Ở đây các bạn sẽ sử dụng trình duyệt Google Chrome. Mình đã thử với trình duyệt Cốc Cốc thì không thể thực hiện được. Ví dụ mình tạo mã QR code cho đường link kênh YouTube của mình. Tại một điểm trống bất kỳ, các bạn kích chuột phải trên trang web các bạn đang mở. Sau đó bấm vào tạo mã QR code cho trang này. Rồi, như vậy là đây đã tạo được một mã QR code cho đường link kênh YouTube Bình Nguyên IT 4.0 của mình. Tiếp theo các bạn sẽ thực hiện là bấm vào tải xuống để tải mã QR code này. Server, chọn nơi lưu và bấm server. Rồi ạ. Giờ mở mã QR code này lên. Đây là mã QR code đường link kênh YouTube của mình được tạo trên trình duyệt web Google Chrome. Và để kiểm tra mã QR code này, các bạn có thể mở ứng dụng quét mã QR code trên điện thoại hoặc các bạn có thể sử dụng quét mã trên ứng dụng Zalo. Các bạn mở ra và các bạn quét để test lại cái mã QR code này xem chính xác không. Và mình đã thực hiện là test rất nhiều lần rồi. Tạo mã chính xác tới đường link mà chúng ta cần tạo. Như vậy là chỉ với vài thao tác đơn giản thì bạn đã có ngay cho mình một chiếc mã QR code cực kỳ tiện lợi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video mình chia sẻ hữu ích, hãy bấm vào nút like và bấm vào nút đăng ký để mình có thêm động lực sản xuất video mới chia sẻ tới các bạn. Xin chào.